Sư, xin sư giảng giải cho con hiểu rõ chi tiết như thế nào gọi là thất thánh sản và tu tập làm sao. Thưa quý vị, đó thất thánh sản là gì? Tính, thí, giới, văn, tàm, úy, trí. Đây, thất thanh sản ha. Tính, thí, giới, văn, tàm, quý, trí. Thì đây là thất thanh sản. Tính ấy là gì? Tức là niềm tin. Và cái niềm tin ở đây đó gọi là cái niềm tin chân chánh thì mới được gọi là thất thanh sản. Và tin cái gì là tin tin chân chánh? Tin chân chánh về nghiệp và quả của nghiệp, và tin về tam bảo. Là tính. Hai là thí. Thí tức là bố thí. Bố thí ở đây đó có cái từ đó là cái từ chà gác, chà gác tức là thí xả ha, tức là cái khả năng buông bỏ, khả năng cho ra, khả năng cho đi. Mà mình không có cái sự trục lợi ở trong đó, mình không có sự mong cầu những thứ thấp hèn ở trong đó, tức là thí xả. Giới tức là giới hạnh, năm giới của cư sĩ, tám giới bát quan trai và 10 giới sa di, 227 giới tỳ kheo, thì đó là giới hạnh. Văn là sự nghe nhiều, và nghe ở đây đó phải nghe chánh pháp thì mới tính được là nghe nhiều. Chứ còn nếu như chúng ta nghe những chuyện trên trời dưới đất, chúng ta nghe toàn cái chuyện làm ăn mua bán kinh tế xã hội chính trị văn hóa vân vân và vân vân, thì cái đó không gọi là cái tài sản. Cái nghe ở đây, cái sự nghe về nhiều về chánh pháp thì nó là tài sản. Tàm ấy tức là cái sự hổ thẹn tội lỗi. Còn úy á là ghê sợ tội lỗi. Còn cái trí ở đây đó rồi là cái thứ nhất, nó có hai trí, là trí thấy rõ nhân quả ha, còn gọi là trí nhân quả. Và thứ hai là cái trí minh sát, hay còn gọi là cái trí thấy rõ tam tướng, còn gọi là trí minh sát. Thì đây là thức thanh sản, tức là bảy thứ tài sản của một tức là bảy thứ mà một vị thánh mới xem đó là một tài sản. Còn quý vị hỏi mà tu tập như thế nào ấy, để tu tập có niềm tin thì nó có nhiều ví dụ như chúng ta đọc nhiều về kinh tạng, hiểu nhiều về Đức Phật, thì chúng ta sẽ có cái niềm tin nơi Ngài. Rồi khi mà chúng ta đọc nhiều về kinh tạng ấy, thì chúng ta nhất là một số bài kinh nói về nghiệp và quả của nghiệp,
thì chúng ta sẽ có niềm tin nơi nghiệp và quả của nghiệp. Khi mà chúng ta xem nhiều những bài kinh nói về ân đức của Tam Bảo thì chúng ta sẽ có niềm tin nơi Tam Bảo. Ngoài ra chúng ta còn có thể thực hành một số cái đề mục, ví dụ như tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng đấy. Rồi bố thí xả thì nó dễ rồi, thực hành thì chúng ta chỉ cần thực hành cái hạnh bố thí. Nhưng mà nếu mà nói một cách đúng hơn á, thì nên thực hành cái hạnh buông bỏ. Và chúng ta buông bỏ cho những cái đối tượng mà họ cần, thì đó là cái sự thí xả. Giới hạnh thì chúng ta ráng giữ gìn năm giới. Văn thì nỗ lực tinh tấn nghe nhiều chánh pháp. Tạm úy thì chúng ta có sự hổ thẹn đối với tội lỗi và có sự ghê sợ đối với tội lỗi. Còn cái trí đó thì chỉ có được khi quý vị có sự thực hành minh sát, tức là quý vị thực hành tứ niệm xứ. Thì đó là những cái cách để mà chúng ta tu tập.